Có 48. Cho cái hàm số Fx có bảng biến thiên. Hỏi ghi có bao nhiêu giá trị nguyên của M? Nó chạy từ đoạn âm 2022 đến 2022. Để bất phương trình F của căn 1 trừ x cộng 1 nhỏ bằng M có nghiệm. Thì bất phương trình có nghiệm thì M lớn bằng, ở đây là chúng ta nhớ hai điều, M lớn bằng tất cả. Thì tương đương với lại M lớn bằng lớn nhất. Nhưng mà ở đây không phải là lớn bằng tất cả, mà là lớn bằng có nghiệm thôi. Chỉ cần nó có nghiệm thì nó chỉ cần nó lớn hơn thằng nhỏ nhất là được rồi. Là nó có nghiệm thôi. M lớn bằng tất cả thì mới là M lớn bằng thằng lớn nhất. Còn M lớn bằng có nghiệm thì nó đừng cứ nhỏ hơn thằng nhỏ nhất thì là có nghiệm rồi. Tức là nó chỉ cần lớn bằng min là được. Như vậy thì có gì đâu, ta sẽ đặt t bằng cái này, đặt t là bằng căn của x trừ 1 cộng với 1, thì cái căn bậc 2 là lớn bằng 0 cộng với 1 là lớn bằng 1. Vậy bài toán trở thành là m lớn bằng ft có nghiệm t lớn bằng 1. Thì t lớn bằng 1 thì ta thấy là giống như x lớn bằng 1 vậy thôi. Đấy, là nó chạy từ 1 đến chương vô cùng. Thì khi mà t nó chạy từ 1 đến chương vô cùng thì ft nó đạt min là tại 3, và min của nó là bằng trừ 2. Vậy m lớn bằng có nghiệm thì m lớn bằng min, tức là lớn bằng trừ 2. Bài toán kết thúc. Và bây giờ ta so sánh là có bao nhiêu cái giá trị nguyên nữa là xong. Như vậy bắt đầu là trừ 2, trừ 1, cho đến 2022. Thì lấy cuối trừ đầu cộng 1 là 2025 giá trị nguyên. Vậy bài toán có 225 giá trị nguyên. Vâng anh, 2025 giá trị nguyên của M thỏa đề. Rồi. Rồi, thắc mắc gì không? Tôi hôm qua cho Noel giữ mệt mỏi ngáp dữ Dương. Rồi câu 49. Cho cái hàm số Fx có đạo hàm trên R. Biết rằng F của 0 thì bằng 0. Đồ thị hàm số F(x) được cho như hình vẽ sau. Đây chính là đồ thị của F(x). Nhớ nhàng, đây là đồ thị của f(x). Người ta hỏi cái hàm gx bằng trị tuyệt đối 4 lần fx cộng với lại x bình, nó đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Đồng biến trên khoảng nào? Mấy em có thể làm thì cái kiểu là mấy em đặt cái hàm số ở trong dấu trị tuyệt đối, là một cái hàm số gì đó, rồi xong rồi em lấy, em xét cái sự biến thiên của hàm số đó, rồi em suy ra cái bảng biến thiên,
Rồi em lấy cái chị tuyệt đối, nó là giữ nguyên cái phần nằm trên chụp hoành, rồi sau đó lấy đối xứng phần nằm dưới chụp hoành qua. Đó, có thể làm như vậy. Còn thầy thì thầy thích chơi trực tiếp luôn à. Làm đạo hàm thẳng luôn. Đạo hàm của U chị tuyệt đối là gì? Chị tuyệt đối U đạo hàm. Chị tuyệt đối U nó chính là căn của U bình. Thì đạo hàm nó bằng là 2 U nhân U phẩy chia cho 2 lần căn của chị U bình. Thì đơn giản 2 với 2 đi, thì còn lại là U nhân U phẩy chia cho chị tuyệt đối U. Đấy, làm trực tiếp vậy luôn. Vậy bây giờ thì đạo hàm GX thì nó ra là G phẩy X. Nó là U nguyên cái thằng trong cái chỉ tuyệt đối này là U này. U cộng với U, quên, U là 4FX cộng với lại X bình. U nhân U phẩy là 4 lần F phẩy X cộng cho 2X chia cho U bình. Xin lỗi, chia cho chỉ tuyệt đối U, tức là chỉ tuyệt đối của 4 lần FX cộng với X bình. Chúng ta nhớ là cái đồ thị người ta cho ở đây á, là đồ thị F phải X nha. À, đồ thị ở đây là đồ thị F phải X chứ không phải là đồ thị FX. Thì cái từ F phải X này mình có thể lập được bảng biến thiên ra như thế nào? Đây, xét riêng cái thằng 4 lần F phải X cộng 2X thì cái phương trình hành độ do điểm, nếu mà mình cho nó bằng 0 đi thì nó ra được hai cái phương trình. Chúng ta cần đi xiết dấu hàng này thôi đúng không? Phương trình thứ nhất là 4FX cộng với X bình bằng 0. Phương trình thứ hai là 4 lần F phải X cộng với 2X bằng 0. Đấy. Phương trình ở dưới, bên này là 1, đây là 2 đi. Bởi vì người ta cho đạo hàm, ta cho đồ thị đạo hàm, cho nên mình đi giải cái phương trình 2 trước. Là F phải X bằng trừ X chia 2. Trừ X chia 2 là cái đường đi qua điểm 0, 0, đi qua điểm 4, trừ 2 và đi qua điểm trừ 2, 1. Đó là những cái điểm mà người ta đã chấm sẵn trên hình. Đây chính là cái đường y bằng trừ x chia 2. Thì rõ ràng nó cắt nhau tại mấy điểm? 3 điểm. 3 điểm có hành độ lần lượt là 0, trừ 2 và 4. 0, trừ 2 và 4. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta lập bảng biến thiên ra này. Đây là x. Đây là 4 lần F phẩy X cộng với 2X. Rồi tiếp theo là 4 lần FX cộng với X bình. Rồi cái thằng G phẩy là tích của thằng này. Lấy cái thằng này nhân lại. Lấy cái dòng này nhân với dòng này. X nó có 3 nghiệm.
là trừ 2, 0, 4. Đấy. Chúng ta xét từ 4 đến dương vô cùng á, thì cái thằng f phải x này này rõ ràng nó nằm trên cái đường trừ x chia 2. Cái thằng nào nằm trên thì nó trừ đi thằng nằm dưới này, nó mang dấu dương thôi. Thằng này nằm trên, f phải x nằm trên, cho nên trừ đi cái đường này là nó mang dấu dương, vậy chỗ này mang dấu dương này. Ba cái nghiệm này đều là nghiệm đơn nên đổi dấu liên tục. Đúng chưa? Thế bây giờ chỗ này cái bảng biến thiên của thằng bảng biến thiên của thằng này nè chính là từ đạo hàm của nó mà ra, đúng không? Đạo hàm của thằng dưới này là chính là bằng thằng ở trên này này, cho nên thằng này dấu âm thì cái thằng này nó sẽ đi xuống này, đi lên này, đó, đi xuống này, đi lên này. Đấy. Như vậy thì cái đường ngay chỗ này nó chính là giá trị tại không, đúng không? Cái đường này nó chính là giá trị tại không. Cái giá trị tại không đó thì nó chính là g số 0 thế vào đây á. Số 0 thế vào đây nó chính là 4 lần f0. 4 lần f0 cộng với 0. Tức là 4 lần f0. Nhưng mà theo đề cho thì f0 là bằng bao nhiêu? F0 là bao nhiêu em? Là bằng 0 rồi. Vậy cái chỗ này nó là cái đường y bằng 0. Vậy thì em có thể hiểu cái dấu nó như thế nào? Đối với cái biểu thức này, dấu của nó, dấu dương là nằm trên cái đường y bằng 0. Vậy cái phần này là dấu dương này em. Chỗ này là dấu dương này. Chỗ này là dấu âm này. Chỗ này dấu âm này. Chỗ này dấu âm này. Chỗ này dấu dương này. Đó, em có thể phân chia như vậy. Đây, lên đây một chỗ, một cái giá trị x0 nào đó đi. Đây là giá trị x1 rồi đó đi. Đó. Hay là giá trị A với giá trị B gì đây. Đây là A, đây là B. Vậy thì chúng ta xét này. Trong cái khoảng từ âm vô cùng đến A nha. Thì G phẩy này mang dấu là chỗ này là âm đúng không? Âm âm này. Chỗ này là âm nhân với dương thì ra là gì? Âm. Chỗ này là số A nha các em. Chỗ này là số A, âm. Rồi. Từ đây đến đây là âm nhân với âm thì lại là ra là gì? Dương. Chỗ này là số trừ 2 này. À. Tiếp. Chỗ này là gì? Dương nhân với âm thì lại ra gì? Âm. Đúng không? Chỗ này là số 0 này. À. Chỗ này là âm nhân với âm ra dương. À. Chỗ này là số 4 này. Rồi. Dương nhân với âm ra âm. Xong rồi. À không, còn một cái nữa chứ, chỗ này nữa. Chỗ này là dương nhân với dương ra dương. Đó. À. Như vậy đây chính là cái chiều biến thiên của đạo hàm g phẩy. Đây là dấu của đạo hàm g phẩy. Vậy thì người ta hỏi là hàm này là hỏi cái khoảng gì? Khoảng đồng biến đúng không? Khoảng đồng biến thì nó có ba cái khoảng đồng biến. Đó là từ a cho đến trừ 2. Và cái khoảng 0, 4. Và cái khoảng là b đến dương vô cùng. Đây là ba cái khoảng đồng biến của nó này. Vậy thì đáp án là gì? Là B. Các em có hiểu cái bảng xích giáo này không? Để nói lại này, cái hàm này này, tại sao nó có cái bảng biến thiên này? Là bởi vì đạo hàm của hàm này nó chính là bằng ở trên này này. Đạo hàm thằng dưới này nó chính bằng ở trên này. Thằng này hồi nãy là U, thằng này là U phẩy nhá. Mà U phẩy nó có dấu đây này. U phẩy nó có dấu đây. Cho nên thằng U nó sẽ đi thì chiều biến thiên này. Tức là U, thằng này dấu âm thì đi xuống. Dương đi lên, âm đi xuống, dương đi lên. Đồng ý không? À, nhưng mà mình muốn biết cái dấu của thằng U này thì mình phải biết cái thời điểm là cái chỗ mà x bằng 0. X bằng 0 thế vô á thì nó chính là 4F0 cộng với 0. Mà F0 đề cho cũng bằng 0 luôn. Như vậy chỗ này nó chính là bằng 0. Vậy đây chính là cái đường y bằng 0. Cái đường nằm ngang này chính là trục x này. Vậy thì nằm dưới số 0 là số âm. Mà nằm trên số 0 là số dương thôi.
Đó. Thì cái đường y bằng không này nó cắt cái đồ thị U này á tại cái đường A và cái đường B nữa này. Đó. Thì dương ở trên đây là dương, ở dưới đây âm, 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 âm qua đây là dương. Từ đó mình có cái dấu mình nhân lại. Được chưa? Vì đáp án chính là B. Bài này còn một cái cách làm thứ hai thì nói lại đó là mình đặt cái hàm Hx là cái hàm ở trong dấu trì tuyệt đối. Đặt Hx là cái hàm này. Em đi đặt bảng biến thiên của Hx dễ dàng thôi. Bảng biến thiên của Hx nó chính là cái dòng U này này. Rồi, sau đó ta sẽ giữ nguyên cái đồ thị nằm ở đâu? Ở trên trục hoành. Rồi lấy đối xứng phần đồ thị nằm ở đâu? Dưới trục hoành qua. Lấy đối xứng qua. Thì cái đồ thị của cái thằng GX nó sẽ ra giống như thế này. Xuống. Đây này. Lấy đối xứng phần nằm dưới qua. Rồi đi lên. Rồi xuống. Đây là chỗ số 0 này. À, đây là chỗ số 2 này. Đây, xin lỗi, đây số 2 nhé. Rồi xong rồi lên. Đúng không? Rồi xong rồi xuống rồi lên. Đó. Đây là số 4 này. Vậy thì nó sẽ đồng biến trong cái khoảng từ 0 đến 4. Thì cách 2 thì nó sẽ rõ ràng hơn cách 1. Nhưng mà tại vì nói thì tích đạo hàm thẳng trực tiếp luôn vậy á. Chứ khỏi phải qua mấy cái cách nhớ thì tuyệt đối. Đó tùy các em nha. Rồi có ai hỏi gì không bài này? Qua bài cuối cùng. Câu 50. Cho x và y là hai số thực dương thỏa mãn cái bất đẳng thức đó. Khi cái biểu thức B đạt giá trị nhỏ nhất thì cái giá trị của x phần y nó thuộc vào cái khoảng nào? Như vậy thì mục đích của đề là đi tìm cái giá trị nhỏ nhất của biểu thức B. Còn cái giả thiết này người ta cho là để rút ra được cái mối quan hệ giữa x và y. Giả thiết người ta cho là để rút ra cái mối quan hệ giữa x và y. Ở đây nếu như ở đây có hai kiểu nha, có hai trường phái. Trường phái mà làm mà đàng hoàng á thì từ đây chúng ta sẽ biến đổi đưa về cái dạng hàm đặc trưng để mà tìm ra được cái mối quan hệ giữa x và y. Cái trường phái thứ hai là nó hơi tà đạo một chút, đó là ta cho cái vế trái này bằng vế phải, tức là khi mà cái dấu bằng nó nhảy xuống để mà nó đạt được giá trị nhỏ nhất á là thời điểm đó là cái chỗ này dấu bằng xảy ra. Mà dấu bằng xảy ra thì ta sẽ tìm ra được cái mối quan hệ giữa x và y. Có thể là lấy máy tính ra tìm ra cái mối quan hệ giữa x và y. Rồi sau đó thay vào đây chúng ta can thôi. Rồi bây giờ thầy sẽ làm theo cái trường phái nó tà đạo trước để mấy đứa ra đáp số trước nó nhanh hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm kỹ bài này bằng cái phương pháp hàm số sau. Trước hết là dấu bằng xảy ra tức là nó có là ln của x cộng x y. Là lên của x cộng với y cộng với x nhân x cộng y nó lớn bằng lên của 4 trừ y cộng với lại là 4x. Thế bây giờ chúng ta làm sao biết được cái mối quan hệ giữa x và y? Thì các em cho y bằng một giá trị thiệt là to hoặc là cho x là một giá trị thiệt là to thì các em sẽ tìm ra được y. Nhưng mà ở đây nó có một cái gì, nó có một cái lấn cấn ở chỗ này này, nó có một cái khó chịu ở đây này. Đây
4 trừ y nó là một giá trị phải lớn không, mà lớn không như vậy thì y nó phải bé hơn 4, mà y nó phải bé hơn 4 thì em cho giá trị y thiệt to là em chết liền, là cái logarit này nó bị sai liền. À, cho nên là không có giá trị y thiệt to. Mà bây giờ vậy thì quay lại cái chủ đề là mình sẽ cho giá trị y thiệt nhỏ. Cho y thiệt to không được, phải cho y thiệt nhỏ. Bây giờ cho y là 0.01 cho này đi. Các em thế y bằng 0.01 vào, mấy em can máy tính, mấy em đọc ra x bằng bao nhiêu. Cái giá trị khởi động của x em cho nó là khoảng 1 đi. X bắt đầu là khoảng 1. Shift can chứ, shift can với y bằng 0.01. Các em nhập vào phương trình, mấy em nhấn shift can, nhớ chuyển vế qua đừng nhập dấu bằng nha. Shift can với giá trị khởi động x là, thôi thì cho 0.01 luôn đi. Đó. Thì em cho ra được nghiệm x là bằng mấy. Comment vào coi nè. Đây là một trong những cách làm tìm ra cái mối quan hệ giữa x và y nhờ máy tính. Alo guys, ít bằng bao nhiêu? Alo. Ra đẹp mà. Comment vào coi. Đấy. 3.99. Nhìn cho kỹ đây. Đừng có mà lơ đỉnh chỗ này nha. Coi chừng lòi con mắt ra này. Bây giờ mình phải phiên dịch ra cho em. Với x bằng 3.99 thì nó chính là bằng 4 trừ cho 0.01. 4 trừ cho 0.01. Vậy nó chính là bằng 4 trừ y. Vậy tóm lại ta có mối quan hệ giữa x và y, đó là x bằng 4 trừ y. Hay là x cộng y bằng 4. Đây chính là mối quan hệ giữa x và y. Từ đây các em suy ra được là y nó bằng 4 trừ x. Các em lấy cái y bằng 4 trừ x này, đúng không? Thì cái điều kiện của x là gì? X là phải dương rồi. X là phải dương rồi. Nhưng mà y này á, 4 trừ x, x cộng y bằng 4, x dương. Y hồi nãy là điều kiện là gì? Y là bé hơn 4 hả? Y là bé hơn 4 thì là 4 chữ x bé hơn 4 là được rồi. Vậy x chỉ có dương thôi hả? Rồi, như vậy là x dương thôi. Điều kiện là x dương. Y nó không dương nha. Y nó không dương. Chỉ có điều kiện x dương thôi. Rồi, với điều kiện x dương, kem lấy y này, em thế vào b. B bằng lúc này là 8x cộng cho 16y là 16 nhân 4 trừ x cộng với 1 phần x cộng với 147 phần 4 trừ x. Em nhập cho thầy vào cái mod 7 hay là menu 8, em nhập cái biểu thức đó vào với điều kiện là x nó dương. X nó dương thì bắt đầu là từ 1, kết thúc là lấy 20 đi, step là 1. X nó dương mà lấy số 1 thì nó sợ nó xe quá em thôi. Ở đây là nguy hiểm quá, cái này 1 phần 2 rồi thì thôi cho nó là x nó bắt đầu từ 0 đi, từ 0 đến 18 đi. Thì bỏ qua cái số 0 nó cũng rất là nguy hiểm. X bắt đầu từ 0 đến 18. Được chưa?
ra cái giá trị nhỏ nhất là bằng bao nhiêu, tại x bằng bao nhiêu, step là bằng một, đầu tiên là cứ step bằng một đi cái đã, thì trong cái bảng đó thì cái min của nó là bao nhiêu, tại x bằng mấy, có đẹp không? Min của nó là 1/6 tại x bằng 1. Rồi đừng có tin liền, min nó là 1/6 tại x bằng 1, đừng có tin lần thứ nhất nha. Lần thứ nhất chỉ, nó chỉ là thử thôi. Bây giờ tiếp tục này, bây giờ mình biết là min nó tập trung gần với số 1, nó đạt được tại gần với số 1, thì mình co cái khoảng hồi nãy lại. Hồi nãy mình xét từ 0 đến 18, cái là cái khoảng rất là rộng lớn. Bây giờ mình co lại là đi từ 0, kẹp cái số 1 vào là đi từ 0 đến 2 thôi. Và step lúc này là lấy 2 trừ 0 em chia cho 18. Em vẫn giữ nguyên cái bảng đó. Em bấm AC. Rồi, step bắt đầu là 0, kết thúc là 2, step là 2 chia cho 18. Bây giờ min nó ra bao nhiêu? Mình nó ra bao nhiêu, tải bằng nhiêu, chỉ cần tải bằng bao nhiêu thôi. Lâu thế. Lâu quá, lâu quá, gì đâu mà lâu vậy? Ra tẩy bằng máy. Con ra là x bằng 0,5 hoặc là 0,4 là fx bằng 4.03. Nó chỉ có một chỗ là nhỏ nhất là 0,5 thôi. Đúng chưa? Ra cái chỗ nhỏ nhất là 0,5. Còn nếu mà mấy em muốn chắc ăn hơn nữa thì em nhờ máy tính em bấm đạo hàm của thằng này cho nó bằng 0. Tức là shift can của đạo hàm á. Thì nó sẽ ra nghiệm là bằng 0,5. Vậy là cái giá trị nhỏ nhất nó đạt được của biểu thức B á, nó đạt được là tại x bằng 0,5. Đấy. Mà x bằng 0,5 thì y nó bằng nhiêu? Y nó bằng là 4 trừ 0,5 nó là 3,5. Vậy từ đó sẽ ra được cái tỷ lệ x phần y nó là bằng 0,5 chia cho 3,5 thì nó chính là 1 phần 7. 1 phần 7 thì nó nằm ở đâu rồi? 1 phần 7 là nhỏ hơn 1 phần 4 đúng không? Đáp án chính là C. Đó là chúng ta làm thì cái kiểu là phụ thuộc vào máy tính. Cái cách này nó rất là hay dùng đối với mũ và logarit. Nhưng mà nó cũng có một cái thời điểm hên xui á. Đó là cái giá trị x này này, nếu mà nó là giá trị đẹp á thì mình đoán được như thế này là đẹp này. Nhưng mà khi giá trị x mà nó có căn vô tỷ rồi vô rồi á
thì hầu như khả năng để đoán là bằng con số 0. Ví dụ đó, cái mối quan hệ giữa x và y không phải là x cộng y bằng 4 mà là x cộng y bằng căn 3. Thì chắc chắn rằng cái giá trị x này nó sẽ rất là xấu. Và cái cách làm này sẽ bị thất bại. Cách làm này nó chỉ được thành công khi mà cái mối quan hệ giữa x và y nó đừng có phải là số vô tỷ. Đó thì cũng là một cách làm. Nhưng mà hồi nãy thầy đã quay lại hồi nãy nói đáng lý bình thường á là thầy cho y bằng 100 hoặc là 1000 chứ không phải là y bằng 0,01. Nhưng mà ở đây cho bằng 100 nó sẽ bị sai, là bởi vì 4 trừ y nó không thể nào mà y bằng 100 thì 4 trừ y nó âm rồi, cái biểu thức nó vô nghĩa rồi, cho nên mình cho y 100 là mình sai liền. Mình phải cho y nó lại là 0,01 để cho dễ đoán. Được chưa? Rồi đó là cách làm, gọi là cách làm dùng máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ giải lại bài này bằng cách là không dùng máy tính. Chúng ta sử dụng hàm đặc trưng, chúng ta biến đổi biểu thức này. Rồi, chúng ta biến đổi biểu thức logarit lên chứ. Lên x cộng với lại là x nhân x cộng y. Nó lớn bằng lên của 4 trừ y cộng cho 4x. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho nó xuất hiện được cái biểu thức giống. Biểu thức giống. Bây giờ x về một bên, y về một bên đi. Ở đây y mình chuyển vế qua. Lên x cộng với lại x bình. Lớn bằng lên của 4 trừ y. Cộng 4x trừ cho x y. Chúng ta thấy ở trong này nó là 4 trừ y. Phía này chúng ta đặt x ra ngoài, nó là 4 trừ y. Vậy là hợp lý rồi. Ở trong nó là 4 trừ y thì phía ngoài nó là 4 trừ y là hợp lý rồi. Vậy đặt x ra ngoài, nó là 4 trừ y. Đấy. Vậy bên này nó lại là gì? Lên x cộng với x bình. Ở ngoài nó là x bình thì ở trong này nó phải là x bình nhé. Ở ngoài nó là x bình thì phía trong phải là x bình. Vậy là muốn có x bình thì phải có số 2, đúng không? Nếu có số 2 ở đây thì bây giờ đây nó mới là x bình. Thì mình phải nhân cho 1 phần 2 lại. Đúng chưa? Rồi tiếp. À vang từ từ. Ở phía này nó có chữ x. Này thì ghi lại đi nha. Ở bên này nó có chữ x thì chỗ này nó phải có chữ x. Vậy là thầy phải viết lại thế này nè. Nó là len của x nhân cho 4 trừ y cộng với x nhân cho 4 trừ y. Vậy cái chỗ này nó có chữ x thì mình phải trừ lại cho len của x. Đúng không? Trừ lại cho len của x, đúng chưa? Vì len x cộng cho len của 4 trừ y thì trừ lại len x thì nó bằng là len của 4 trừ y. Đó. Trừ lại len x thì mình chuyển qua đây. Mình chuyển trừ len x qua đây thì nó là 2 lần len x. Bỏ này đi. À, 2 lần len x cộng với x bình. Bây giờ gần giống nha. Đưa cái số 2 vô trong này. Nó chính là len của x bình. Cộng với x bình. Nó lớn bằng len của x nhân 4 trừ y cộng với x nhân 4 trừ y. À, cái điều kiện ban đầu là x phải dương, 4 trừ y phải dương. Tức là y nó phải biến 4. Rồi.
Tới đây là nó có cái hàm đặc trưng rồi. Đó là gì? Đó là FT, nó chính là cái hàm T cộng với T, lên T cộng với T. Đạo hàm F phẩy là bằng 1 phần T cộng 1, là nó luôn luôn dương với mọi T dương. Cho nên FT là hàm gì? Là hàm số đồng biến. Mà hàm số đồng biến thì bên này nó chính là F của X bình, FU là F của X bình, lớn bằng, bên này nó là FV, V nó chính là F của X nhân cho 4 trừ Y. Đấy. Như vậy FU lớn bằng FV thì tương đương với gì? U lớn bằng V. Chúng ta chia 2V cho X, bởi vì X là số dương cho nên chia nó không sao cả. Như vậy ta được là X lớn hơn hoặc bằng 4 trừ Y, tương đương với lại là X cộng Y lớn bằng 4. Vậy ta được cái mối quan hệ của X và Y, đó là X cộng Y lớn bằng 4. Được nha. Và bây giờ khi mà cái biểu thức B này đạt được giá trị nhỏ nhất á, đúng không? Thì là cũng tương đương với cái thời điểm là dấu bằng của thằng này xảy ra. Vậy là ta có là B đạt min khi X cộng Y là bằng 4. Từ đó suy ra là Y nó sẽ bằng là 4 trừ X. Lúc này thế vô B nó bằng gì? Như nãy mình làm á, nó là 8 lần X cộng với 16 nhân với 4 trừ X cộng với lại là 1 phần X cộng với 147 phần 4 trừ X. Thế thì như nãy mình làm máy tính thì nó cũng ra rồi. Bây giờ chúng ta làm tiếp bằng cái là đạo hàm thôi. Điều kiện của X là lớn 4 gì đó, X biến không, lớn không gì thôi. Thì bây giờ thằng này thu gọn một chút đi, là 64 trừ 8X cộng với 1 phần X rồi cộng với 147 phần gì, 4 trừ X. Đạo hàm F phẩy B phẩy nó ra là trừ 8 trừ 1 phần X bình cộng với này là u phẩy là 4 trừ X đạo hàm thì nó chính là bằng trừ 1, trừ của trừ 1 là 1, 147 phần 4 trừ X bình. Rồi nó cho thằng này bằng 0, giải phương trình này ra. Phương trình này giải sao nhỉ? Bây giờ chờ nhờ sự trợ giúp của máy tính đi. Xếp cho anh nhìn thầy cái này coi ra ít bằng mấy. Thì tới đây là gần ra rồi. Bấm shift can là ra thôi gì đó. Với điều kiện x lớn không thì em phải cho là giá trị khởi động của nó là số 1 đi nha. X khởi động là 1. X bằng 0,5 nè. Đó, thì nó ra ngay x bằng 0,5. Thì đó là điểm cực trị rồi. Rồi thế vô. Mà thế vô làm chi? Người ta đâu có hỏi giá trị nhỏ nhất đâu. Người ta chỉ hỏi x bằng y thôi, thì x bằng 0,5 thì ra y là bằng 3,5. 3,5 như vậy là x phần y là bằng 1/7. Đây là đáp số giống như nãy. Được chưa? Đó thì cái đẳng thức đầu tiên á, cái bất thức đầu tiên á, là chẳng qua là để nói lên cái mối quan hệ giữa x và y thôi. Mình coi như là dấu bằng mình giải luôn cũng được, không nhất thiết là phải để lớn bằng, bởi vì cái thời điểm mà nó đạt được min đó là tương đương với lại là cái thời điểm dấu bằng ở đây xảy ra. Rồi kết thúc câu 50.